Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một cái video đầu chế thủy lực nhé anh em. Trên cái video này Trung có ba cái con motor thủy lực piston nhé, piston thẳng đời Kajaba, hai con motor chân chạy và một cái con motor quay to tháo xe cuốc nhé. Chân chạy nên cái màu sơn của nó hầu như là không còn nhé anh em. Không còn cái con trên quay to thì cái màu sơn nó còn này. Hàng chất lượng, cốt junior các kiểu còn rất là phẳng luôn. Đó. Nhớt ra nó nóng đi, nó đang để ngoài nắng nó nóng rồi nó tăng áp rỉ nhớt ra nhé em, trong veo trong vắt hết này, nhớt còn rất là sạch luôn. Vừa tháo trong xe ra rửa tương đối sạch sẽ lại rồi đăng cái video lên anh em tham khảo nha. Lỗ tai nó khoảng 17 chấm mấy nha anh em. Tim lỗ thì nó khoảng gần 15 nhá. Khoảng 14, phải 7 gì đấy. Cái trồng này trồng 10 này. 10 hoặc là 10 lẻ gì đấy. Thường thường mấy cái con này nó chuẩn, nó hệ in hết á. Chứ nó ít cái theo chuẩn hệ cm đâu. Nên nó không được cái con số chặn 16 đến đây nha anh em. Đúng 16 nha. Phần cốt ra thêm mấy cm nữa này. Rồi, chuẩn là 13 răng nhá. Cái cốt này là cốt 13 răng này. Cốt 13 răng hình như đường kính là 21, 22 gì đấy, 21 gì đấy. Mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà tại vì nó theo một cái tiêu chuẩn chung rồi. Cứ loại 11 răng này, 10 răng này, 11 này, 13 này. Thì nó có cái tiêu chuẩn thì anh em kiếm cái junior, tìm kiếm cái junior lắp đúng nó thôi. KIB nhá, đây này. KIB này. Kajaba đấy. Mình nhớt chầu nó ra. Đây. Lật nghiêng phát một nó ra nhớt này. Mình để qua một bên. Quay video xong thì cứ gói lại cho nó lên kệ thôi. Đấy, ba con y hệt nhau hết. Không khác nhau gì hết. Này. Tem nhãn tên tuổi nó còn đây. Cái con này thì nó có van cân bằng ở đầu sẵn luôn nhé anh em. Cái cổng van cân bằng này, B1, B2 này, hai ngõ vào này. Đấy, chỉnh cân bằng, chỉnh áp từng bên, từng chiều được. Đấy, có CT đây này. Chỉnh lực kéo được nha. Nhớt nó vẫn ra đầy. Nhớt dầu nó vẫn ra nữa. Chung tạm thời để như thế này. Giải thích cái thông số của nó, cái loại này piston, piston bao nhiêu ly thì mình không biết, mà ước lượng khoảng nó khoảng 15 đến 18 C trên một vòng nhé nè. Có nghĩa là cấp nhất thủy lực cho nó thì tính theo lưu lượng thì nó cần khoảng 15 đến 18 CC nó sẽ quay được một vòng cốt này nhá. Anh em theo cái con số đó mà tính từ bơm tổng, ví dụ như bơm cộng tổng cũng 18 C thì cứ mỗi một vòng bơm tổng thì nó ra một vòng motor. Hoặc là bơm tổng mình nó nhỏ hơn, lớn hơn thì mình cứ chia theo cái hệ số bình thường thôi, tuyến tính thôi. Cũng đơn giản lắm. Rồi anh em cần cái lực bao nhiêu, động cơ đang kéo là moment xoắn là bao nhiêu thì nó trừ hao bù trừ cái hiệu suất làm việc của hệ thủy lực ra. Ví dụ như 100% công suất của động cơ máy nổ nó kéo vào bơm thì nó ra đến đây nó còn khoảng 80% thôi. Trong đó có nội ma sát thủy lực các thứ, sinh nhiệt các thứ thì nó mất đi một phần công suất rồi. Tất nhiên không bao giờ có hiệu suất 100% đâu. Rồi anh em sẽ làm cái hệ giảm tốc lại bao nhiêu vòng, bao nhiêu răng các kiểu đấy thì để cho nó ra được cái lực mà cần dùng nha. Cái đấy anh em khi thiết kế chế tạo thì tự cân nhắc giúp nha. Trung không có nắm được đầy đủ các cái thông số máy móc nên thật sự có muốn tính giúp cũng không tính được. Nó giống như là anh em có hỏi thì Trung có nói giống như giải một cái bài toán một hàm số mà ẩn số lung tung hết thì không thể giải được. Đấy, cái kiểu motor nó thì nó cũng tương tự cái kiểu như thế này thôi. Anh em có đúng nhu cầu sử dụng, có đúng nhu cầu sử dụng ba cái con motor này, giá từng con thì Trung đăng ở trên bài nhé. Anh em có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ ba món hàng có sẵn tại nhà, chất lượng thì bảo đảm luôn. Món này thì xe còn chạy hoạt động bình thường nhé. Rồi, Trung kết thúc video đây ạ.